chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Tống Trúc Kinh nha. Chạy cái vô lăng này dùng tay lái này chạy sướng lắm anh em. Thật sự luôn á. Nó cảm giác như mình chạy xe mới vậy đó. Không có khác gì hết nè. Cảm giác đã lắm. Anh em nào lái xe đây mua những cái tay lái như thế này. Khi nào mình chạy xe họ mình không chạy nữa, mình tháo ra mình đem về, vô lăng nó dính theo mình, đúng không em? Là mình khuyên đây, nổ xe này mình thấy chạy sướng á. Về cái xe mà những cái xe mà chế được á là nên chế nha, còn xe như xe bắp pho là nên chế là bắt đầu nó thiếu hai cái bắp pho hay là cách ca thì nó thiếu hai cái đèn khác thôi, cái hệ thống điện ở đây nên nghe. Nếu mà ở bên nước ngoài họ vẫn chế, nhưng mà họ chế này, họ chế hết tất cả các đồng hồ hay là công tắc ở đây này, nó chuyển hết qua trên tắp lô này này thì ok. Anh em fan gặp nhau chờ hỏi cũng xe Đà Nẵng anh em đấy. Thì cái lịch trình thì ngày mai bốc hàng, nhưng mà mình cũng không biết được là ngày mai mình tới nơi được không đấy nghe. Thôi nói chung là cứ chạy đại đi, lâu lâu đánh kiếm coi ở đường xa nó có gì thú vị không anh em. Tại vì mình chạy gần biết anh em vậy, nó bắt đầu cái người đó biển mình tù ra nè, lâu lâu đi trải nghiệm chuyến hành trình xa để thứ nhất là biết, thứ hai là có tiền anh em. Khi anh em đi quan thì dễ, còn mình lọ nước lọ cái nên giờ hành trình này mình đi 4 xe. Dòng anh em. Cái xe mình đang làm bên đó. Xe mới anh em. Mình đang làm bên đó. Thì giá xe giờ nó cũng tương đối là đắt anh em. Nếu mình mua cái xe mà cho ok thì nó đắt lắm, mà về mình dậu nữa thì nó cao ngất ngưỡng rồi nè. Mua là mang thì mình cứ mua nó thôi, chứ không thì cho tới đâu hay tới đó hai ngày rồi. Ok thôi, đang thấy chân mình tiếp tục hành trình. Let's go. Wow, đèo đây. Cái đèo này thì mình không biết cái đèo gì. Alo. Dạ. Alo. Dạ, có nghe hả? Dạ. Dạ anh. Hết tiền rồi. Nguy hiểm anh em ơi. Wow.
nè nè, cao tốc Thái Nguyên chợ mới nè. Wow, mấy ngọn núi là hùng vĩ ghê ta. Quá đã quá đã. Trời này trời nắng là mình quay mấy cảnh ở đây cho nên xem, mà mình nghĩ ở đây chắc không trời nắng không nổi đâu. Ha. Wow, có mấy cái rừng đỏ vậy nè, rừng đỏ chưa, địa phận Bắc Cạn lên nè. Wow, mấy cái đầu núi sừng sững luôn. Mình cũng dân núi ha, mình cũng dân quê dân núi, nhưng mà không hiểu sao mình là có cảm giác rất thích nơi này, tuyệt vời nè. Nhìn mấy ngọn núi kìa, nó kỳ vĩ sao mình nghĩ anh em không thấy đâu, tại biển xa quá. Thứ nhất, thứ hai là cái màn hình của mình nó không mới tới đâu ha. Trời ơi đó, bên kia có mấy ngọn núi à. Wow, biết mình tới sớm rồi, anh em có thấy không? Quá đẹp quá đẹp. Hàng gì mình nhìn tới định vị anh em là mình thấy là toàn là đồi núi không đó, tại vì mình dùng vệ tinh đó anh em kìa, thì mình thấy toàn đồi núi không, theo đường chi ghê đi mà đang đi được, ai ngờ là đường quá đẹp nè. Điểm dừng nghỉ du lịch đi phượt ở đây à, ở trong này chắc có những cái tháp hay là suối rồi gì đó nè, đẹp thật, đúng là thiên nhiên ban tặng cho con người những kỳ thú à, hùng vĩ thật. Thôi em nhìn kìa, trời ơi phía trước mặt mình khỏi phải nói lận đỏ cỡ nào luôn đó nè. Quá đã quá đã, nhìn sướng mắt anh em ơi. Nói chung mà lâu lâu đi trải nghiệm một bữa là mình thấy không phí phòng ha. Hai người chạy chậm ghế ta. Wow, xuống dốc kìa, xuống dốc kìa. Nghe không? Quá dữ. Trời nó lạnh lạnh, nó xe lạnh. Mình nghĩ ban đêm á là ở đây nó sẽ bao trùm hết nè nha. Ở đây cái gì, sương mù sẽ bao trùm hết tất cả luôn, tại vì đường anh em thấy nè, khô không nổi, không phải là trời mưa nha, nhưng mà do sương nè, sương đêm qua ở đây không khí nó lạnh anh em nhỉ. Trời quá đã. Ừ.
cái thời tiết không khí lạnh như thế nào anh em nè. À, tối đến làm con gà ha, hay lục con gà lay cái bắt đầu cái nhâm nhi vài ly rượu đúng bài luôn nè, không còn gì bàn. Đó mới gọi là cuộc sống hưởng thụ, thấy không? Đi miết mà tao đi như hôm bữa à. À rồi tới rồi. Chiều trời như đẹp kìa. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Đây không muốn về đó nè nè, nhưng bị giỡn rồi. Đường sao quá đã. Ồ, có sông nè.